Chào cả nhà, hôm nay nhà mình ăn thịt luộc cuốn bánh tráng mắm nêm. Anh nghe chắc ta mắm nêm quá, mắm nêm ngon thật. Rau giá thịt luộc chín. Chín uống bia hả? Mình uống bia, không chai con không? Mai nó đi ra. Uống ép bia không có ép. Uống này, này chai này nặng lắm nha, chín chai này bự ra nha. Mấy bữa chín uống là chai nhỏ. Thank you. Rồi, đúng bánh tráng rồi chứ, đúng không? Đúng không? Để nhúng chung rồi mọi người cũng rửa nè. Này ăn uống dễ thương ghê, đưa cấm đầu cấm cổ ăn nhỏ gì nó khi nổi khơi mỗi ngày. Ừ. Lúc này hồi xưa nó khó, lần này nó dễ ghê luôn. Mai mốt nó sẽ có lại rồi, nó sẽ không thấy đâu rồi. Ôi sao dối em đi con, em dối này rồi em đi con. Bún không? Bún đấy. Em biết mình đang suy nghĩ là mình ăn nước mắm gì rồi. Vừa ăn không Thành, nước mắm đêm vừa ăn không? Dạ. Ngon không? Bà chén ăn là chín. Chị chín dối rau nha. Rau dối dối nó sẽ đi lấy cái đi luôn bây giờ. Còn không chai hả? Uống một chai không? Rồi. Uống một nửa cái nó muốn nha. Ngắt tay nha. Mình muốn đi. Nó chưa có được ráo nữa nha, tại vì nó ở bên trong nha, để cho đi nha. Ba con mới ăn không có tha thiết về nó, ví dụ ăn không? Chẳng không, mà, không ra là ăn để xấu. Chẳng may muốn cái tay kia người ta dậy đi dậy nó đây. Không. Chỉ có nô mẹ con là sống để ăn. Mẹ con là bà ăn, mà thích thèm, bà thích ăn, thích ăn mà ăn. Chị ăn cơm cho mẹ. Mẹ con là tâm hồn ăn uống lắm. Ba con ăn chuối với cơm. Ngon rồi. Ngon. Làm em vậy em cũng không biết ăn mắm gì. Thật ngon. Thì ngon hả? Ừ. Right. Okay. Cái này để thêm nha. Đưa cho thật nước. Ngon hả? Không, không có cái trong đập ké à? Không có đập ké. Không có, chẳng phải con không mua đâu nha. Tại con cũng công bằng lắm, mặc dù con không ăn nhưng con vẫn sẽ mua cho mọi người. Nhưng mà hôm nay không có. Ở cái chú mà đứng bên cạnh em cười. Nhớ ké đâu? Nhớ ké đâu? Ổng lột cùng lông ta. Ổng tìm hả? Ổng tìm. Cái ké nha. Ông hỏi ổng ổng tìm hai loại, ổng tìm giáp cá với lại cái rau gì quên rồi, rau răm không biết ăn gì mà có rau răm luôn, rau răm mà không có nhưng em nhiều tiền hơn ta mua học học vậy. Có rau có rau không ăn gì nữa mình chưa có mắm hả? Mắm nào ngày mai gì con? Which is okay. Look at the percentage. Look at the percentage. See who has left. Vậy thì con lấy giùm cho em đi. Em sợ. Con đi hết nữa.
Con đi lấy cho em giùm đi. Please. Tự nhiên thèm bò nướng dĩa. Đồ. Thịt em mắm nêm được không? Thịt là người thèm cái này, em mình tự có được. Thịt là người thèm không? Mắm nêm không? Yeah. Mày chỉ ăn ké thôi. Gì con đi quên sao? Ra lại lấy đi. Chôm chôm. Biết ăn không? Biết lấy không? Không làm lấy thì lấy. Ăn hay không để nó hư chính thôi. Để con. Chính rồi lấy chôm chôm chính ăn luôn hư. Mai rồi lấy. Nhưng mà đừng cho mấy ăn chôm chôm chính. Em mới mua bữa về chứ mà không biết rồi. Nọc mai con. Không? Hứa rồi là nóng má ăn má đi không được rồi. Thử cho má ăn chôm chôm nhưng mà lọc được không? Can't do it. Đây là chín lọc nha. Đây hai lần nè. Đem bỏ vô dĩa vô đây rồi hai lần nè. Dễ khổ. Ừ, dễ luôn. Dễ không? Thôi nè. Má miệng, má miệng nghĩ vậy nè. Con để cho dì hai ăn một chút xíu nha. Ừ. Dì hai hungry, con hai đi. Nó gái nhỏ, thôi đừng giết nè. Ok. Em trước cái lát hai làm nữa nha. Để cho dì hai với bà ngoại chín ăn xong đã. Ừ. Thành nó cũng làm gì đâu. Cái này ơi. What about mommy? Is mommy in the video? Oh, a little. Let me shot. Why? Hmm? Why? Cả trái video. Thôi được chứ đây để. Anh nào biết em? Anh nào? Thấy chưa? Let's go, go, go over there. Go upstairs. Tin tâm làm phiền. Anh đi con. Thịt ngon. Thịt ngon. Chính là những thịt chính. Ồ cái này ngon, cái này thơm giúp được. Nào, cái này, ồ. Dạ đây thì thơm, dạ thơm, 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 ngon. Uống rượu như ầm không cá tình lý thú. Học kìa đi hết. Uống phải có bạn bè mới có người đối ầm. Ủa, thưa chín hết cả luôn luôn hả? Không, nghỉ hết hả? Nghỉ tập bây giờ bạn hả? Ủa, còn tám cũng phải luôn hả? Còn luôn, ấm đứng dài hoàng dịp phủ hay không? Ấy hả? Ủa, dài thì ai biết không? Ấm đứng, ấm đứng rất là xuất sắc. Đấm dài ép là hay vậy? Ừ. À, ấm thích luôn. Bạn ấm đứng rất là xuất sắc cái dài đó. À, tự nhiên như xưa lớp cô, ấy lớp gì? À, cô chú gì đi. Sao má cậu hai dì bốn đâu có theo hết đâu, bắt đầu từ cậu bảy phải không? Cậu bảy. Ừ. Còn hết cái tình rồi. Nào cậu hai hát mà đúng không? Ừ, đồ hả? Cậu hai biết đàn mà, chẳng như ta. Cậu năm hả? Ừ, cậu năm là ông nhảy dối, ông nhảy đẹp lắm. Ông bỏ có thể nhảy gì rồi. Má chơi mandolin. Ngon không? Ừ, ngon không chứ? Em cắt dày quá, cái thằng da, cái phần da mới gân á. Ừ. Đến con. Ừ, phải kéo cái khác. Thôi được rồi, kéo cái khác. Nó khổ nước. Ừ, chín rồi.
Qua này gần 3 tháng mà em chung Nhân Thịnh nữa. Dạ. Còn chung Nhân Thịnh nữa. Cười mà chứ. Hoàng Tử. Hoàng Tử coi như cái nấp bóng nhé. Đúng rồi, lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Ngon quá, kem nước cũng đạm quá kìa. Ngon quá. Còn đi ông chơi đâu. Có hôm qua uống rượu. Uống rượu quá. Uống rượu nhiều đem đặt. Mày hiểu rồi bao nhiêu đem đặt. Nhưng mà tôi uống rượu nhiều không biết. Uống rượu được hả? Uống rượu được, đưa uống chai này uống này. Uống mệt, uống rượu mà vô mà nó mềm môi rồi đó là xong. Uống được gì hả? Lên luôn. Đây cá bữa nào cho chính uống cái kia là chính biết không như thế nào đấy ở sai bên chi uống hai đứa là một đứa thành không ăn đấy ok vậy bẻ ra đi đừng có cuốn vậy nó đấy mình năm nay mình chán hả cũng reo phần một ngôi chứ nó chỉ cái bàn tay miền miền Nam á miền Nam reo xa xa thành nhưng mà tại thịnh đang muốn ăn nhiều hơn đi ăn hai năm rồi mỗi lần đi ăn từ nó cũng vậy luôn let's go đây đi ăn ở ngoài nó không cho không đủ đâu ăn không có đã chứ nào muốn thêm mà không tại tiết kiệm mình nếu mình muốn ăn đâu có đủ đâu vệ sinh hoài tại vô nó sẽ quen rồi người ta đem ra đâu cũng mệt mỏi không quen rồi đó một cái leo như leo nhỉ nhưng mà nãy giờ có cuốn như leo không có thiếu lọc thêm một tẩy dư cái này có dán không leo dán thì thật hả không có như leo Nguyên mình cho ra đây ngay nữa, trên mai bắt đầu phải giọt. Giọt nha. Ủa cũng không đấy hả? Không, mình hỏi nhá. Chỗ đó xe xa vậy mà mình xuống cái này nữa hay không? Mình đi lên tốt hả? Dạ, ở khách sạn hả? Ừ. Đúng không? Ừ. Nhưng mà xuống đây có ở sinh có 2 ngày hả? Bé Nguyên trời ngày qua kêu tên Châu chính không nói Châu tên mẹ hả ba hả? Chị hả? Trời ơi kêu con Châu này tiện Châu hả? Ừ, tại chính nó Châu, Châu tưởng Châu trời nhưng kêu tên ba nó kỳ quá. chuyện xuyên tên ba hay lắm. Nó cũng đính chính hả? Không đính chính gì luôn. Châu là nó nhân tin chính là thôi. Nên biết đó là người tụi con mình hướng ở đó nhở? Nó có dịp đâu quá là chân nữa nghĩ nó thân tiếp con bé đứa con gái dễ thương con bé mẹ nó tiếu hoặc nó tiếu giả vang luôn nó thấy cái hình của hai đứa nhỏ nó cười nó mắc cười mà cái con bé nó tiếu rất là tiếu luôn dễ thương cực kỳ bé rất nhiều chưa ông đang mặc đồ đơn giản lắm ông vô vào trong mai của kho ông thấy mặt em nó lên nó không tiếp luôn, nó không hỏi gì luôn mà anh người đi cho lưng thấy mặt em có quay dù khác nhưng mà người đi cho lưng qua nữa các bạn hỏi ô nó không khen thép view rồi cho chị hả nhưng mấy cái chị kia nè đây nam chị đồng anh chị đồng hả đi ngô steamer ở Việt Nam ngô mà anh mặc đồ anh ban đôi dép mặc đồ xong môi chỗ xe đi mà ở Việt Nam bước vô ăn mặc những gì ăn ghé và mặc đồ bình thường lắm không thoải mái luôn lúc anh hỏi xe nó không muốn trả lời anh không nghĩ nó bắn lên mình hỏi mà trả lời mắt lắm anh đó đợi đó. Chị Hải My chở tao đi vô mà xe đi đó mình ở Việt Nam ở bên Mỹ nè Việt Nam diễn viên nó coi thường rồi rồi xong rồi nhé cô hãy ra rồi anh lại cho con mua chiếc lấy đi cái này nhúng nhúng bánh nửa bánh vào cho chính nha
anh thích các người khác á, lúc ừ. lấy chiếc xe đó đi ra là nhà không đáng luôn. À. Nó nhìn ngớ ngẩn luôn. Chị không nhớ cái chi tiết đó mà lúc chị kể là xấu. Rồi nhờ mấy cái này mà rau nó được vô bụng. Mềm nó luộc được không? Sao tại ra có mỏng không? Không nhận nhà mà không tỏi chứ được chi hả? Em mua tỏi nhiều lắm á, để trong hèn tỏi quá vậy, tỏi mình coi tiện thôi. Con đâu có chừng kịp chốt nữa con. Con học vô á. Chừng nhẹ. Connor, do not eat it like that. I told you to bite. Nó có bao nhiêu lần nó ăn kiểu đó. You can choke on yourself. Connor. Ăn hư diễm của con. Con ăn vậy là không cho con ăn châm châm nữa đó. Ok. Đi cầm mua một cái con dao đặc biệt để mà cắt thịt đi. I know. Cầm mua một con set dao mà biết. Một bé. Mà cắt nó khó. Cho thịt cho nó không có bé. Đến tiếng của đề nó khó chỗ là tại nó không có bé cho nên cắt rất là khó. Rồi còn nguyên cục thịt ít. Còn nguyên cục thịt. Ăn nữa đi. À, còn một cục nữa đó. Nhỏ hơn cái này đi xíu nhưng mà cũng bự vậy. Mua hai cục giống nhau mà. Nhà tổng mấy trúng cục bự hơn. Nghe ngon chứ mà. Nhâm chay cũng ngon cực kỳ. Nghe ngon đấy. Nghe ngon. Nó hôm nãy ngửi thôi. Người ta thêm cái mùi mà cái hộp đậu mà ta làm đồ giá. Kiểu như giống đồ giá. Mình tương á. Ừ. Ừ, nó giả ha, nó xay ra nè. Ừ. Không. Cái nào chính thức cái nào không? Ừ. Loại nấm, loại nấm. Cái xe này là chim chả. Cái này thì không có. Mưa chanh. Cái này mưa chanh. Cái này mưa chanh. Cái này mùi này rất là thơm. Nấm. Con thì hai cái thích kia. Không, con thì hai cái thích cái nấm. Dạ, bình thường tụi con thích cái chả đỏ. Ừ, thế ha, chả nó cũng ngon. Nhưng mà cái chả đậm nó ăn nó bắt biển là thấy ngon hơn. Việt Nam chả này cũng đắt tiền nhất. Chả mình là hem thì hem, hem thì ở bến thì chả hem. Nhiều hiểu lắm. Thanh là chào con bằng chú chưa? Tạm bằng chú ha. Nhóm ăn không chêm rồi.
không có em muốn đây lắm. Nó chỉ bỏ tỏ nhiều hơn thôi. That's a lot of spice. Mắm cay hả? Cay hả? Cay cay hả? Cay không? Cay hả? Cần thôi anh thấy. Người Sài Gòn thì nó ăn cay nhiều. Người Phú Yên ăn cay gương đấy. Sài Gòn mà Bắc. Con nào lấy cho gì hai đôi đũa được không? Chopstick. Thank you. Nó có biết. Nó ăn cay đâu phải không? Mình biết rồi. My hands are dirty. It's okay. No, nhưng mà góc nó là góc gì á? Gì? Chứ ngoài góc thì nó đó. Ai? Duy á. Duy hả? Mà Nguyên Nhơn. Đó thấy không? Là Bình Định Nguyên Nhơn nhỉ? Tại nó là Duy cái người Sài Gòn mà. Xung đáng Sài Gòn. Chính thấy gì gia đình ăn uống như thế nào mà mình uống nhỉ? Thank you, ôi trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn nha, cảm ơn bà Chính luôn. Bên này là đang rồi. Đúng cho chính xác. Ờ đúng bà với hàng tây tây bắc không ông em với hàng tây không hả này ăn này nhớ ở ngoài nhớ ở ngoài sao mà có mình làm với hàng tây đúng không nên bảo ông cũng tươi hơn dĩ nhiên là không bằng con đêm nhưng mà làm nhưng mà nuôi lần nữa cũng vẫn đỡ hơn là thở với mẹ rồi vậy chỉ đang bún ăn bánh tráng rồi bánh tráng rồi. Ừ. Cái đó. Sao? Ha. Gì? Cái nó mua tôm nó ngon quá vậy. Tôm nó bữa chị mua đó, loại cái loại đó đó. Cũng không? Không. Loại mà mua ra rẻ rồi bỏ lẩu. Nó mắc nhất trong mấy tất cả loại tôm. Nguyên cái đống tôm đó cái đó là mắc nhất rẻ. Nhưng mà tùy đợt, nó có nghĩa là có đợt nó cũng vẫn là giá đó nhưng mà nó không có ngon lắm. Ừ. Em thấy ngon thì em mới mua. Đúng rồi. Tức là em thấy ngon là mua chứ không phải là em cần thì em mới đi tìm. Quá hát rồi. Nhiều khi mình cần chưa chắc nó có cái đợt ngon. Không có tiền. Cái nào? Còn có cái loại tôm mà giống như là rồi, em thích cái đó. Thôi cỏ. Thôi nó cỏ là tàn hai giờ xưa đó. Nó còn nó bị luộc lên cái nước này còn luộc không hiểu tại sao người ta nấu như vậy là thay rồi xin mắc cái rong rẻ rồi mà nó hôi lắm chính nó lấy chính để lấy đâu em nó kéo từ từ mà tính no rồi nhớ người no em xin leo đi tôi leo nhiều lắm mà nó ăn chưa hết nha. Tại vì nó đợt kỳ này vô leo nó không có tươi như mấy lần trước. Không nhận mình ăn cho hết. Biết cái chi là mình không ăn giá được không? Kêu ăn giá tanh. Mình ăn hả? Giá tanh hả? Ồ có những mấy người họ nói giá tanh. Anh Minh không phải là người đầu tiên mà con nghe nói. Ăn giá sống không được, cũng chưa tanh. Ai? Mình hả? Là anh ăn được không? Trời ơi, nhìn chung không ăn giá sống rồi. Ừ. Giá ngon nhất á. Cái từ giá ngon nhất á. Nó rất là bias. Đến mình là gì vậy? Sao? Là mình thích cái đó thì nó ngon nhất thôi. Nhưng không phải là ngon nhất. Nhưng mà thật sự có ăn gì cũng phải có giá. Phải giá. Không có giá không ăn. Có ăn cái gì mà cuốn. Được cái gì cũng phải có giá. Mà ăn cái gì có nước á. Họ riêu có gì cũng phải có giá mới được. Chắc chắn ra đây mình bắt ăn được. Ừ. Phở một cái giá. Cửa mấy hả? Bắt là được không? Phở bắt đâu có giá đâu. À. Phượng kêu là phở bắt ăn chị Chi ăn thử. Ăn thử một lần rồi chị Chi không thích cỡ khác nữa. Thế ngoài vậy hả? Ừ. Phở bếp hả? Cái quá. Thôi không nói chuyện không? Chị Chi ăn ngoài. Ông ngoài. Thấy không? Ừ. Để lên đó lên nhà nha. Chúc cả nhà một ngày bình an vui vẻ. Biết sao hôm nay không có cái không? Mà cặp phòng không có gì nữa. Không biết nghe tiếng không? Nghe tiếng hả? Ừ.